Được rồi. Thế tôi em ơi, anh em lần này phải farm được cái túi Grappler nữa. Không thì tôi sẽ cướp túi Grappler của ông và tôi giết ông. Yes, mẹ. Tôi chặt hết thịt rồi nhá. Để hết tôi lại rồi. Tôi đang nhiều thịt với lộn luôn. Mẹ tôi tập đồ dễ cháy đây. Cái gì? Mẹ đồ dễ cháy đây. Thôi đứng thì mẹ. Đi đưa gọi là không cần dùng về đâu, tôi ghê lắm. Tớ dùng về đâu thì phải kinh của mẹ. Để con em nó đá mà. Thôi. Được chưa? Đọc sách đi, sách đi, sách đâu, sách đâu. Đọc đi. Ở đi mẹ tôi hết vũ khí rồi. Từ từ. Đánh thịt kia, chạy thịt kia. Thịt mẹ. Vậy là hơn, còn có 51 EU này. Chạy thịt kia. Chạy thịt à? À ừ, đúng rồi. Quên. Ơi, đi coi mẹ, tại sao mẹ lại quên à? Đâu rồi? Thế rồi à? Không, ông đừng, đừng di chuyển, đừng di chuyển, đứng yên, đứng yên. Rồi, rồi, ok. Đi mẹ, dùng hết luôn mà. Buồn cười vãi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ nhá. Sao ngủ nhanh ấy. Vẫn chưa ra ông ơi, đập tiếp phải đọc tiếp đấy không ạ? Kìa ma ra kìa, ma ra kìa, ma ra ha kìa. Từ tôi đánh ma cho. Từ nào làm gì đấy? Đi mẹ lâu lâu không đánh nhau là tay mình mẹ cùi bắp. Vẫy cái đáy luôn. Ngủ đi, đi mẹ mày rơi luôn. Ra đấy ông ơi, ra đấy, nó ra đấy. Dụ nó vào trong bẫy nhá. Đừng có mẹ solo. Solo rồi kinh lắm. Ra chưa? Đấy cả bướm. Hiểu. Đấy kìa, ma. Mẹ ma. Nó đánh tôi đấy, nó đánh tôi đấy. Kìa, dụ ra đấy, dụ ra đấy. Ôi giời. Hai ma kìa. Ông ơi, tôi sao biết giáp rồi. Mấy hồn, ngát ra tôi rất nhiều mà. Vậy rồi. Chết chưa? Mẹ sống dài. Chết không? Sống dài. Grapple sack! Grapple sack! À, không phải! Đi mẹ cây bắn. Reset bay đi, reset bay đi. Từ đánh ma lắm mọi người. Đúng mà. Ok, nó chạy rồi. Đi mẹ mày, tao đi. À, vãi lên. Trong đây đi. Sách này, ok. Ờ, lấy sách. Từ. Reset lại bay đã, từ từ nhá. Ông ấy như hơi mất mấy cái bẫy rồi đấy. Phải làm thêm bẫy thôi. Nắng đi dây thừng nhiều. Đi có dây thừng. Dây thừng đâu rồi nhỉ? À chưa hết bẫy đâu. Chưa hết bẫy đâu. Dây thừng đâu rồi? Đấy, từ từ. Tôi đang đi di chuyển không gọi thế. Ok, đọc đi. Quả chỉ thị để mình làm lúc nào nhỉ? À đây quả chỉ thị của ông đúng không? Ừ. Mẹ tự dưng lại cầm nhỉ. Thế là thế nào? Dạ kìa, có một con kìa. Hai con này. Đi mẹ. Giết nó. Rồi ok, xong một con. Đéo ra Grapple Sack cày vãi lên. Gì đây? Ơ, à, lấy vũ tam sẵn rồi. Đi mẹ tôi đi. Nào, đi vào. Dụ nó vào bẫy ông ơi, dụ nó vào bẫy đi. Ok. Đi nó phải đi chứ. Hay là nó kill nhá. Ê mẹ, cướp kìa. Đi ra đây. Lồn, ơ, à, đi. Có một con này ông ơi, từ đã nhá, có một con nữa nhá. Có mùi đang tiên nữa. Is. Lồn, đánh trượt rồi. Tí tôi đói để tôi ăn cái. Có thể kịp nhỉ. Hết rồi. Đi mẹ sáp đâu, từ. Cắt đất đấy đấy, cắt mũ rồi cắt. Ok. Gọi tiếp đây ông ơi. Ờ, từ từ reset chap đó, reset chap đó. Từ từ. Quên. Đâu, sau đấy, ma đuổi à? Ma đâu? Đúng rồi. Đâu, tôi đéo thấy con ma đâu cả. Ở đây. Cái là một. Ôi, nhiều thế. Tôi về lấy đồ đó. Mấy con đây? Ờ đi. Ông ơi. Ông chạy lung tung là nó. Để tôi còn đánh đi mẹ, nó đánh trúng kìa. Nó đuổi ông người sao ấy. Chắc tôi phải làm thêm chap mới được. Ờ, hao tút đâu nhỉ? Tút ở đấy đấy. Ờ, đi mẹ, chả thấy cái lông nào. Để nhặt rốp lên đã. Ok. Ờ, ở đâu nhỉ? Tháp Phai đúng không? Mẹ tháp đéo nào, đéo nhớ thì con bà già. Tháp vũ khí ấy. Ờ, được rồi. Ờ, gỗ đâu hết rồi, ở đây. Sao hôm nay bây giờ nhớ ra là nhiều gỗ ấy nhỉ? Anh tôi không nhớ là nhiều gỗ. Ông có mang hao tút đây không? Hao tút đâu? Ờ. Quên đây có ấy.
Không có mà, đi có đâu, để ở nhà hết rồi. Quay về nhà lấy vậy. Đó này mang ở đây. Đéo hết. Đó là của tôi. Đi mẹ cây hoa thì một đống đây không nằm ngủ chạy qua đây. Rồi ơi. Đâu ấy nhỉ? Học tụt đâu, học tụt đâu, học tụt đâu, học tụt đâu, học tụt đâu. Ơ đi mẹ đâu hết rồi. Nhiều lắm mà sao đâu hết rồi. Chết rồi, phun nó nuốt hết cả mẹ học tụt của anh em rồi. Gì đây? À đây, đây, đây. 30 cái đây, 70 cái đây. Đó cả lịp. Xem ở nhà có... Sao vứt, đéo vứt lắm đồ đấy này. Chắc gì đây? The lights. The night, cái gì? Ôi ôi. Ông ơi, nhà tí về gói thịt đi nhá. Gói gì cơ? Gói thịt, gói thịt, gói thịt. Mẹ ở nhà còn 50 mấy... Gần hơn 100 miếng thịt. Vãi lì. Thịt chim ý. Đánh ma đi, cứ đánh ma đi, cứ đánh ma để tôi làm bẫy đã. Phải cẩn thận nhá, đeo giáp vào đi. Đeo cả cái mũ thu lê sai cái drone nữa, còn đi sợ ma được. Lấp vào mấy cái chỗ này. Ok. Nào 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 nào, tránh ra. Bây giờ là lấp hết vào chỗ trống. Đút hết vào chỗ trống. Ô oh. Lấp đầy đi, lấp đầy. Thực ra là không cần lấp, lấp. Mày chỉ cần vừa phải là được. Kiếm gì ăn đi, không gì tèo bây giờ. Tôi no mà. Lúc đang đánh nhau nó đánh nhau ấy tụt 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 cả đói hay sao ấy. À, thì mẹ chạy thịt này. Đấy. Đấy. Của ông đây. Của tôi. Mẹ chả của ông thì của đéo ai. Hay là tôi làm anh nhỉ? Ờ khi là tôi làm. Ý, mẹ. Ông làm cái địt mẹ. Đâu 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 chạy thịt đâu. Thôi ông dùng lấy đi. Cái chạy thịt này sắp hỏng rồi, còn có 5,2 đây. Mắm ngày thì mẹ dùng hết được bao đam thì tế đam. Ờ cái đi. Lắm đồ quá. Đặt hết bạt bưới đặt ra ngoài. Ừ. Đặt vào cái chỗ nào cho hợp lý ấy, mày đéo ai đặt chỗ đấy. Ông có đặt bánh mì vào trong mẹ à thôi bỏ qua cái đấy đi. Cô đang gọi. Gọi đây. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Ừ. Đấy, đấy. Hết đèn rồi nhá, hết đèn rồi nhá, hết đèn rồi nhá, hết đèn rồi. Nhá. Nó ra rồi kìa, nhanh quá đi. Đi mẹ. Đông thế. 4-5 con gì đấy. Ờ mà đánh chúng tôi kìa, cái đánh ma đấy, cái đánh ma để bọn Robert tôi lo. Đít mẹ. Đồng nó quá. Cướp cả cháp của mình kìa. Vãi lịt. Đi mẹ, đứng lại cho tao. Ai, fuck you. Nào. Rồi. Ông có cái thu lên Cycro nên ông sợ đéo ấy. Tôi ngủ hết nhá, còn mẹ. Thôi đừng ngủ làm gì. Phí sách ra. Mẹ đen, 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 đen. Còn một con nữa, còn một con nữa. Đây rồi. Xoay tôi, xoay tôi. Is. Con này khó này, khó ném đi. Ơi trời. Không được rồi, không có gì cả. Đây, 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 con ma cái, đây, con ma cái. Đâu ma đâu, tôi đéo nhìn gì cả. Tôi kém đi. Đây, đây, ma đây rồi, ma rồi, nhìn rồi, nhìn rồi. Để yên tôi đánh con nhá. Ôi, nhớ ai đánh rồi. Dòng ba thằng phú sợ ma. Rồi đi rồi đấy. Lửa tôi kiếm giặt ạ. Mẹ ông ơi ông để lửa thì nó cháy hết cả đồ. Cháy được đâu. Cháy đấy. Từ từ xét bẫy đã. Đi xét bẫy đã, đi xét bẫy đã. Nhanh đi, nhanh đi. Chuyển lắm đồ này. Lại bị ma cắn. Dây thử 32 dây thử. Ừ cứ để đấy, cứ để đấy. Tôi để bớt ra đã. Nhặt thêm cái giáp đi nó chắc. Ít mẹ ma. Ừ đừng đánh, đừng đánh. Ma. Ma. Để đánh cũng không đây. Đi mẹ nó chạy bớt ra. Nào. Vãi lên. Để chúng, cắn chúng mình rồi. Đỡ bình tĩnh. Đồ nè. Ôi, nó bay mất rồi. Ra ra ra.
vẫn lịt. Thôi ma kìa, ma kìa, ma kìa. Mưa to. Kệ mẹ mưa đó, kệ mẹ mưa đó đi. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ai? Một Krampus vừa ra đâu rồi? Kệ đó gì đây? Hả? Reset lại mấy đi. Reset rồi, reset rồi. Bỏ mấy cây. Vừa ra xong mà. Tôi vừa vừa thấy Krampus nó ra xong mà xong. Đâu rồi? Không nên được một tiếng. À. Is. Krampus sách đâu? Mày mày. Ok. Farm này mệt quá ông ơi. Mày như điên gì. À đi vào đây, đi vào đây. Rồi đi rồi. Đi không có một cái túi nào đi. Mẹ cay thế nhỉ. Đi ra đây, đi ra đây. Đi ra đây con kia. Rút nó ra đây. Đi vào trong bẫy đi, ngu vãi lịt. Chết mẹ đi. Krampus sách ơi, mày ở đâu? Ờ. Ở đây mà ăn cắp đồn trốn mẹ rồi. Đâu rồi, trốn thế à? Đâu, trốn đâu đâu? Trốn mẹ một con rồi. Vãi lịt. Vậy. Đừng lẽ anh phải làm cái hàng rào. Để không làm hàng rào. Từ anh em reset vậy đó. Lại phải kịp giặt. Đói nhanh quá. Làm cái bếp lửa đây cả nhá. Ờ cái đéo gì đây. Đặt cái đồ vào đây đi. Cái đồ vào đây đi. Ờ ok. Mưa to quá. Cả đống lông chim nữa kìa. À, chưa. Giờ tớ. À, chưa xong. Rồi. Chạy mẹ thôi. Ma kìa. Đâu. Ôi, thì mẹ muốn nóc con chim ở đây nữa. Á! À, đưa. Ở kìa. Góc nhấm sách à. Nhầm. Lấy lên. Ui, thảo nào thấy chim bay mẹ hết. Kìa nó ra kìa, nó ra rồi kìa. Đi mẹ đông kìa. Phải luôn luôn này. Phải rồi. Đập nó, đập con kia, nó đang chạy kìa. Đấy là đập đấy đi. Mày mày, đánh tao. Nó mới lên. Không con nữa, Rồi, ok. Đéo toàn thắt thát này. Ê, còn con nó này. Mấy cái túi ra nào không biết đấy. Đéo biết túi đâu luôn, tôi chả chết gì thấy một cái túi nào. Từ nhá. Tiếng thôi. Mày vào đây, bước vào đây. Kìa nó cướp kìa, nó cướp luôn. Ở đâu này? Thì mày đéo ra một cái túi nào, trời ơi. Ok. Vãi luôn chim mệt. Nếu có một cái túi nào từ reset chắp đã. Chắp quá. Có cái chắp là hết chưa? Đây đấy, này là. Từ. Đây rồi, hết đang đứng ngay đây kia. Cái chi thịt của tôi bắt đầu sang màu vàng rồi này. Cái gì cơ? Cái chi thịt của tôi sang màu vàng rồi này. Tí đi, chết rồi. Ra kìa, nó ra rồi kìa.
Ôi đông thế. Vãi lên. Bắt được cả cái gác rồi đều ấy mà. Tôi thấy bình thường mà. Máy ông yếu. Má. Yếu. Mà. Cả tao. Mẹ quấn cả ma ở đây. Nào. Chết chưa? Ở đi mẹ ma cắn. Vãi lên. Có một con đó lên. Rồi ôi, nó có một cái túi nào. Tôi nhìn đồ kìa thì lại đồ kìa. Ê, liền đồ trông kinh dị luôn này. Cái này dọn vết nghỉ luôn như thế. Rửa nhá, rồi phơi khô đã. Bắt đầu, nếu có một cái lồn gì cả. Tôi quỳ. Bắt đâu, mẹ nó. Đây này. Đây này. Đâu. Đây. Đây. Điểm Discord. Ê, liền. Nhiều đồ quá thế đấy. Đi mẹ bình địa mẹ rồi. Chồng nhỉ. Lắp cái bếp đi ông ơi, nấu thịt ăn cái. Piu. Đéo đâu, ít mẹ chạy. Chết bây giờ. Mẹ tôi tách mẹ ma luôn này. Đó sợ rồi luôn. Máy. Lao. Má mày, đánh bạn. Mà tôi thằng bạn rất, nó rất là đáng chết anh em biết rồi đi. Được nhá, để tôi nấu lấy mấy thịt nấu ăn đã. Đi ra đây làm bếp này. Để làm fan pit đâu bây giờ. Để gọn đồ đây đã. Từ nhá, để gọn đồ đã. Sao không để cái mũ ở đây? Cầm cái mũ ở đây đi. Mũ đây này, mưa này. Để mẹ tí nó nhấc đi rồi trốn mẹ mất thì thôi. Cả một tác shatter nữa kìa. Để đây. Bước vào đây. Ngáo ngơ. Ôi giời ơi, chạy mất rồi. Nó đông vậy. Quay. Nào. Mẹ grabber sách của tao đâu. Trời ơi. Túi ốc đâu? Đây rồi! Grab sách đây rồi! Phát tiếp đi! Đi mẹ nó! Đâu một tháp đâu ông ơi, tôi mệt lắm rồi! Nhặt đồ đi! Ở cái ba lô tôi đâu rồi? Đã cầm rồi! Để cái grab sách ấy dọn đồ đã! Mẹ, mày ngủ đi! Ok, đập nó đi! Cái vết rồi! Thôi bây giờ dọn đồ đi ông ơi. Đi về tôi mệt lắm rồi. Dọn đồ thôi. Ôi cuối cùng được cái Krampus sách. Hạnh phúc quá các bạn ơi. Mỗi cái này cũng được rồi. Một cái thôi. Từ để tôi để đồ đấy, để tôi cất đồ vào. Bây giờ là phải đứng đây thì mày đợi cái đúng đường nó là hết đã. Má. Để khám tiếp đi. Từ. Tôi đeo cái túi vào đã. Đeo túi vào đã. Mẹ đi con mẹ. Hay lắm. Để tí tôi nhặt đồ đã. Mẹ, anh yêu này trước này. Đây, ra cứu đây. Mẹ thằng bạn trông chán đời quá rồi. Anh chết mẹ mấy con rồi ông nữa. Chứ tôi không phải đi đâu đi. Chết rồi. Nào đâu ấy. Đi mẹ ông ấy năm thiên thạch rơi kìa. Nó rơi cái máy nhục luôn đấy. Nó mà rơi cái máy nhục luôn. Đâu để con tròn đi. Chạy đâu, đi lấy một rock gì. Ok, làm cái máy teleport. Để được. Xa rồi. Ui, cái đốm lửa còn những 12 phút nữa cơ. Thôi cái farm tiếp đi, ngoài cho nó hết đi. Để farm 12 phút đã vãi lịt mệt. Ông chỉnh của đêm thắng, phải cướp ra không pha rồi. Không pha đi. Đêm thích thì tôi chỉnh lại được mà. Tôi cho mẹ ôn đêm được. Thích ôn đêm không? Thôi đừng. Đéo. Chạy thành Apocalypse rồi, đôi DST của mẹ. Nào sao nó bay hết rồi? Ma. Để ông gọi ra bay mẹ hết rồi. Ấy cứu. Ra rồi kìa. Đánh ma đi. Cho nó ngủ đi. Thôi đi mẹ dịch bẫy rồi, ngu lắm bạn ạ. Đi rồi. Mẹ ra làm cái túi đó thì tuyệt.
Đâu đâu? Đây đấy đi. Mẹ nhìn. Vãi lộn ra vừa ra này. Nhìn mẹ chất nhở. Ơ chạy mất rồi. Discord mẹ. Ra cái túi đó rồi làm gì? Tự giác à? Tự giác à? Nhìn mẹ. Túi đây còn mẹ chất hơn cả. Chất hơn cả Dương. Có một con đây ở đây. Ờ cái kim chỉ đâu rồi ông ơi? Chỉ á, ở nhà ở đây nếu có. Đấy rồi. Cái hao thuốc rồi đấy tôi cầm đâu nhỉ? Ở đây rồi. Làm mình làm ngay tại đây luôn, tội gì? Làm 500 gì? Ờ mới cả. Vãi lên. Chạy đi. Vãi lột sói đi mày. Dàn bò, dàn bò, dàn bò, dàn bò, dàn bò. Rồi, bò đâu? Đây đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây với tôi. Đi đâu đây? Đói. Lịt. Đấy, thịt này, ăn đi cho nồi này. Thịt này. Đi đây. Chạy kinh thế. Thịt mẹ nó thịt sống à? Ăn đi. Sống cái gì đó. Sói này, bò đâu rồi? May là anh em, lúc anh em farm đều có ấy đấy. Nhưng mà hai bộ xương này là, à xương của cú, xương bò đâu hết rồi? Nhưng mà bò đâu hết rồi? Vãi lìn. Cả ếch, cả sói ra này, đi xe, chạy đây. Trên này không ơi. Bò đâu hết rồi nhở? Đây, à đâu phải. Bà. Để cho cắn nhau rồi. Đây, bò đây. Bò vào. Giờ xong. Có bù bò không? Đâu có, chắc chắn thôi. Đâu có, đừng chắc chắn. Á, bị xe đánh. Ít mẹ. Nào thế. Đấy, nhặt thịt đếch xong. Không có chạy xung quanh đi. Mẹ chặn đường tao. Hào tút này bên làm đéo gì? Đói. Nấu làm cái bếp lửa mà nấu thịt lên ăn. Nghe thịt sống thì có đấy, không làm. Đấy. Mấy đâu làm bếp xịn luôn mà. Ông giàu đấy. Cái này tôi làm từ lâu lắm rồi. Đấy lên. Để cho người coi dùng. Bỏ cái ra. Tôi có cái tủ lạnh làm từ đầu mùa chưa xây này. Ấy. Đi ba. Có đuổi mình. Thôi mày, tao đuổi mày mà. Bà. Không ơi, xoay đèn tôi cái. Á. À! Cứu. Đi con. Ngáo. Ôi, rồi, đừng tránh xa nhá, mày đã đuổi ông rồi đấy. Đuổi nhà thịt cho. Chạy về nhà đồ, chạy đó đỉnh mày, nó hút chết rồi. Tôi thề. Đừng thịt quá nhảy. Đi nữa khỏi đồ và mẹ theo một đống thịt luôn. Mình có công thức giấy gói nhưng mà tôi đường là lười làm giấy gói quá không ạ? Đi làm nữa. Có cái rít là được. Đâu rồi, chạy về đi. Đâu rồi? Về mẹ ăn. Về rồi. Ếch đó đây. Chết mẹ đi. Rồi té đây. Goodbye, see you again. Wow. Mình hơi ẩm chút. Ơ kìa. Đang đội dở. Nhặt đồ tiếp thôi. Ủa vãi ôi, cái chỗ này của anh em gần chụp bò với ông ngoại. Thế. Đi có tí mười vài bước là ra rồi. Điều ơi, đồ. Đã nhặt thịt đây. Ôi, nhiều thịt lắm rồi đấy. Đi về chụp một bữa đây. Mang về đi. Lông chim này. Để tặng cửa sách ở đây nhá. Để sách ở đây thôi, còn mấy cái đồ này mang về. Mày còn bao nhiêu dương chưa làm. Tối. Đen. Tôi còn điều đồ lắm này. Mày nhặt đéo thì nhà bỏ mấy kẹo đi. Ông ăn mấy kẹo đi. Cho răng chín. Nay mày phụ nhặt đi. Ba cái slot này mày phụ này.
Tôi cũng phút mẹ luôn. Hãy luôn. Than. Cầm về đã là tính. 1, 2, 3, 120, 139 cái. Nông để đâu? 139 cái lông vũ ạ, vãi cả lìn. Nông để đâu đây, nông để đâu? Đấy đấy, kế tụ cái này này, lông vũ này, lông vũ để đây này. Tôi sẽ kiếm mũ để đây. Tôi điện để ở đây. Ai cắt. Đâu? Cái gì cơ, đá. Tủ đá đấy. Ờ nhầm. Đấy tủ đá đây. Từ ra nào. Tủ đá đấy à, đấy mà gọi tủ đá. Đi mẹ không tủ đá tủ gì. Vãi đồ ông ơi, ông nhìn xem qua những cái lông chim đỏ đi. Nhìn đi. Đây là tủ ngọc mà. À, 1 2 3 4 5 5 4 5 4 20 219 cái. Cái đi. À còn lông mấy nữa, lông quạ nữa. Để nhớ đây. 26 lông quạ hơi ít. 37 cái hạch đệ này. Để ở đây. 10 thanh long này tôi để trong tủ lạnh nhá. Mẹ hạt giống thanh long nhiều ấy luôn. Đi trồng cà rốt đây. Có cả hạt giống thường nữa này. Tay giơ cao lên trần. Ấy nóng. Túi mất mẹ túi rồi. Túi đâu? Ở đây túi này. Đấy lột. Ờ thank you. Dưng có cái hòn đá trong tủ lạnh. Nhặt luôn. Đấy. Tôi nhặt rồi kệ ông. Đây con đá này. Ờ đi mẹ đá cho tủ khác đi. Tủ này tủ để thức ăn. Để thế này. Tủ nào? Không để. Ơi cái tủ này này. Mát đấy lột. Không đeo cái mũ áo mưa nữa. Cái mũ mưa đeo vào ấy quá. Cho chim ăn đã. Trứng trứng đâu hết rồi. Trứng gì? Trứng mà tưởng hành cho nên mái đồ ăn về chưa? Ờ đi mẹ chưa. Vậy mà vãi đồn. Nát. Tam para ba bu ba bu. Ông vừa làm quả giai điệu hay vậy rồi nên tôi thề. Tam para ba bu. Con này mà tôi nói á. Nhìn. Tôi làm mà gì gói đã. Mẹ có 80 papyrus rồi. Để gói tôi để ngoài thôi. Thôi tôi là tự làm. Tôi làm gói quà Noel cho đẹp. Ông không ăn nó không bảo vệ cái kia đâu hồn điên à. Bảo vệ cái gì? Nó không nó chỉ giấy gói đồ thôi. Giấy gói đồ ăn. Thế là cái gói quà này không ấy được à? Ừ. Quà này nó hỏng hết rồi ăn ấy. Thế là điên thì nhiều nhặt hoa mà đéo rồi nữa. Rốt đâu rồi? Vì cái cuộn cỏ đâu hết rồi? Cỏ ở chỗ con tham này kìa. Vậy là lại quên mang về à? Tôi gãy. Đây là không phải quên mà là chưa mang về được. Quên thì nói là quên. Nhiều đồ quá không mang về được. Bố khỉ. Tắt cái máy làm lạnh này đi. Để làm gì nó tốn. Bao nhiêu rốt này? Ôi ông ơi ông để đống 50 phủ ở đây này không về này. Mới cả cái đồ ăn nữa này. Cả cái mũ này. Nó đi. Nó phải đi đây em đéo đi. Đúng mẹ đi. Pa 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 pa. Phần. Ôi dồi ôi. Đi mẹ thịt. Á. Đi đâu một đống. Ông ơi ra đây nhặt đi. Ra đây nhặt. Từ ai nói đi. Đi mẹ tôi phun đồ rồi. Ông đang dọn đồ. Thịt cháy rồi, ăn à, nhầm thịt mẹ thịt hỏng rồi này. Đúng rồi ra. Mà được bất phí, ai mượn đâu. Nó phí. Mẹ, các cụ đã dặn là mẹ không được bỏ phí. Thì ông... Hàng năm trên thế giới ông biết có bao nhiêu người chết đói không? Biết không? Hả? Được rồi. Mẹ ông biết được không? Ăn đi, ông ăn đi. Ông ăn. Ủa hết đấy, ông ăn đi. Ơ đi mẹ xách ra để vào đây. Nấu ơi, giúp tôi gái. Ah. Nấu đi, bố mới thịt đấy. Ừ. Là còn từ nó nhắc lên, nó xong thôi rồi. Nó còn mấy tiếng nữa. Vãi lộn. Nấu đi. Thì có mẹ từ từ. Hết rồi, hết rồi gói rồi. Để papyrus ở trong giường. Ông ơi, nấu hộ tôi với ông ơi.
đi ăn mẹ rồi. Cái lột mẹ. Ơ kìa, cái gì đấy? Chứ nó đổi nhà thì mẹ quên mẹ không? Cái đít mẹ ăn đòn bây giờ. Từ gói đã. Từ gói rồi. Bắt được link rap của tao đâu rồi? Mẹ não. Rồi xong, một túi. Phê vãi. Rồi, nữa rồi. Ok, cái túi chân ếch đâu rồi nhỉ? Ở đâu đó rồi. Cung cực mô sồ này. Frog leg, ở đây đây, nhìn nó nhìn thôi. Đi mẹ nấu lên. Ôi ôi, tôi đói, 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 đói. Quên mất, tí không, không ăn. Bây giờ còn 5 đói á. Ôi, tôi buồn đái quá. Cái con mẹ. Cái con đi. Cái lên. Không đáy mẹ tôi xem nào. Rồi trồng hết rồi. Mẹ nhanh nhanh rồi làm cái máy lạnh ở chỗ dâu đi không thì chết. Chết. Ăn đi kìa, ăn đi kìa. Đéo định ăn à? Con thì thôi. Tôi còn no mà nó được. Ôi đi. À! Nhầm rồi. Làm mít tí xíu của mẹ rồi. Đi con bà già. Ok mẹ nó. Bao nhiêu đá nhỉ? À tối. Đi con mẹ. Chơi game làm sao nó có bao nhiêu đá nhỉ? Quên mẹ rồi. Đá gì? Stone đi. Vậy luôn. Sao anh thấy anh em, tôi thấy anh em thì mẹ một đống đá. Mấy cây đá gì? Lóc gì? Đâu rồi nhỉ? Máy làm lạnh, 15 ice. Ok. Sao tôi xin cái xẻng, cái xẻng đâu rồi? Xẻng. Không có. Đâu có một cái xẻng nào luôn. Mẹ nhà ăn ở đó thì đâu có tí xẻng nào. Cháy đi, nguyên liệu đầy ra. Tức đâu rồi? Đây. À mất mẹ gậy đi bộ rồi. Hay. Ôi ra nhập tích rồi, Từ từ ai no đây, không có việc. Đi mẹ, muốn giết thằng này mấy lần. Thì mẹ đang dọn nhà đấy. Không nhìn nhỉ? Nhìn rồi, nhưng mà từ từ bình tĩnh. Đấy. Tôi thấy hết thứ để dọn rồi. Chỗ này xếp vào đẹp thôi. Xếp vào đẹp thôi. Đấy. Thế thì phải đi làm nền này, nền chưa làm này thì rất là chỗ thủ thỏ như thế nào. Mấy tỷ năm mà chưa ra đấy. Đi mẹ ở đây có cái Rồi đi rồi. Ý, nhận đuổi. 15 ice. Kìa có miếng thịt sắp hết thằng gì kìa. Ông làm đi. Thì mẹ kia đấy thì cũng tôi làm đi thế. Đi mẹ đâu vui được. Đâu không vui cái đéo gì. Đéo vui được cái máy ở đây. Đi mẹ cay nhờ. Để ở ngoài nó đéo bao được. Bao? Nằm bằng hai cái rồi, không gì. Lớn mẹ. Bây ông phá cái tường đi. Phá cái tường đi. Chắc phải vậy chứ làm nào. Làm búa đã thì mẹ đéo có búa. Trong chỗ đấy còn búa không? Quanh đây sẽ còn búa không? Đứng. Tránh ra tôi nhờ cái. Ok. Thì mẹ để bốn mỗi hai thằng bốn cái đá nhiệt thì mẹ hợp lý với luôn tôi thề. Đấy em ba cái thôi. Phá tường ra đã. Cái tường bên dưới này ok phá dễ hơn này. Phá đây. Đi. Ôi mẹ búa. Cái biết rồi.